Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Trung Thu, nhưng không khí đã rộn ràng khắp các tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều cửa hàng bánh Trung Thu đã rục dịch lên kệ sớm để phục vụ khách hàng sau mùa Trung Thu năm trước kinh doanh khó khăn vì Covid-19. Theo ghi nhận của Vietnamnet, tại quận 1, quận 5, quận 6 đã có nhiều kiosk bánh được mở bán trên các tuyến đường, chợ, siêu thị. Bánh Trung Thu năm nay có sự đa dạng về mẫu mã, chú trọng hương vị của sản phẩm. Nhiều loại bánh Trung Thu có thương hiệu đã bắt đầu hút khách. Người bán cho biết năm nay bão giá khiến chi phí nguyên vật liệu sản xuất cao như giá bột mì, đường, đậu đều tăng mạnh, trong đó chi phí vận chuyển cao buộc các nhà sản xuất phải tăng giá 5-10%. Giá bánh bán ra thị trường tăng khoảng 5-10.000 đồng một cái so với năm trước, với mức 55.000-800.000 đồng một cái tùy loại. Hiện tại vẫn còn ít khách mua vì còn sớm, khách chủ yếu mua để thử trước vài vị, sau rằm tháng 7 khách lẻ và doanh nghiệp mới bắt đầu mua nhiều. Năm ngoái thì dịch cho nên mọi người không có Tết Trung Thu. Năm nay mọi người có nhu cầu mua bánh sớm hơn bình thường, nhưng mà giá thành thì nó cao hơn. Giá thành của các mặt hàng bánh nó đều cao hơn hết đó. Tiền nguyên vật liệu tăng, trứng muối rồi vật liệu làm bánh nó tăng, cho nên đội giá thành cái bánh nó cao lắm. Mẫu mã của năm nay thì khá đa dạng hơn năm ngoái đấy. Có một số một loại mới như là tia cá, thập cẩm, gà quay. Tại vì năm ngoái cũng là dịch nên là sức bán thì nó không bằng năm nay ạ. Năm nay thì hơn nhiều ạ. Dạ, lượng khách năm nay thì cũng hiện tại thì đang ổn định anh, và đông nhất thì vào buổi trưa và buổi chiều. Dạ, một ngày trung bình cửa hàng bán được khoảng tầm 60-70 cái. Thời điểm bán đông nhất là sẽ vào khoảng cuối tháng 8 đầu tháng 9. Hầu hết các cửa hàng đều chưa thực hiện các chiến dịch quảng bá hay trang trí không gian. Đây cũng là thời điểm để các doanh nghiệp trải nghiệm, thử sản phẩm trước khi đặt số lượng lớn và cơ sở sản xuất xác định được mức sản xuất phù hợp.